Hôm nay tôi sẽ làm phi hành gia anh em ạ. À. Đấy, tôi đã trên một con thuyền. Nhưng mà trên con thuyền này là có một thằng sát nhân. Còn thằng sát nhân nào thì chưa, tôi cũng chưa biết nữa anh em ạ. À. Tôi phải đi sửa máy thôi. Nói chung là tôi cần sửa máy để tôi thoát ra con phi thuyền này. Thằng này nó cứ đi theo tôi thế nhờ. Ê, có sửa máy anh em ạ. À. Đây là một cái máy để coi đồng đội còn sống sót hay không. Mà tôi chắc chắn trong đây sẽ có một thằng gọi là sát nhân. Ui, đi sửa đi ba. Đi chung. Ui dạ, tôi sẽ được đi rồi. Ui, thôi nha. Nó giết tôi rồi anh em ạ. Tôi không thể report nữa. Nhờ hàng chấm hỏi này nó đứng ở đây rồi nè. Nó không thể ra được luôn, nó bị kẹt trong đây rồi. Ra mày lỡ hôm nào mày giết tao. Cái thằng chấm hỏi này cây cú thế nha. Tôi sẽ giết thằng Su Lan anh em ạ. Đấy, thằng màu vàng đấy. Phải không ta? Nó biện minh cho nó. Thế thì anh em chúng tôi khá là khó khăn để tìm ra hung thủ giết người anh em. Ôi có một thằng thảy vô lava luôn. Vãi. Ui, thua luôn. Ui. Tôi không bàn luận gì đâu nhá. Nhưng mà cái thằng này nó không đi sửa mà sao mấy thằng này nó không biết anh em à. Đáng lý là mấy thằng này nó phải biết này. Người ta nói gần càng già càng cay. Tôi chơi game này càng ngày càng cây cú anh em ạ. À. Giờ tôi sẽ làm cảnh sát, cái thằng nào mà giết người là tôi bắn nó ngay. Mà đáng tiếc là tôi không có súng anh em ạ. À. Ui, đi thôi anh em, đừng cho nó biết. Đi chung. Ui, từ từ. Chúng ta hãy từ từ thôi. Sao tôi đi có mình thế này? Randy. Oh man. Wait. Cái thằng Randy đó anh em. Tôi sợ cái thằng Randy đó lắm. Thôi không vô đâu. Đấy là sự hy sinh của tôi ở trong đấy đấy. Tôi cần hoàn thành những cái nhiệm vụ đã được giao ra. Đi mình sợ thật sự đấy. Mà tôi làm cảnh sát mà anh em, tôi làm cảnh sát nên là đi một mình cũng không sao đâu. Đấy đúng không? Ê quay. Quay sao nha? À nước lên. Nước lên kìa anh em. Nó đây. Nước lên rồi. Rồi ok. Tôi đã hoàn thành xong cái van bằng nước rồi anh em ạ. Một cái. Hai cái. Rồi, ổn rồi. Ui. Sao nó cứ đi theo tôi thế nhỉ? Ui, nó đi theo tôi kìa. Sao nó không đi sửa mà đi theo tôi nha? Tan rồi. Ấn report không được anh em. Hello. Baby à, đi ra đi. Wait. Ui, đừng, bỏ tao đi. Tôi đã làm gì anh đâu. Như có nãy có thằng đi vô đây nè. Ui nó không chịu đi sửa anh em ạ, nó cứ đi theo tôi thế kia thì chết tôi rồi. Chắc chắn là có thể thằng đó luôn anh em. Thì hay là nó muốn đi theo tôi nha. Ui. Where you? Giờ tôi phải cần đi sửa cái bóng đèn. Oh shit. Randy. Oh shit man. Oh no. Chắc không phải là thằng này Randy rồi anh em ạ. Randy, đi chung đi. Ui, đông thế. Ui. Sửa đi. Ok, anh em đi chung. Chúng ta nên đi chung. Không là cái thằng sát nhân nó lại giết chúng ta nữa. Tụ tập lại một đám. Avenger Assemble. Tháo nha. Có ba thằng nó đi theo tôi anh em ạ. Thế thì tôi phải nói cho mấy bọn này nó biết. Thằng Randy hồi nãy là nó thường xuyên nó đi theo tôi anh em ạ. Randy đấy. Chúng mày bị lừa hết rồi. Tin tôi đi anh em ạ. Đó là Randy đấy. Không phải em Randy rồi anh em ạ. Chắc luôn. Thằng là Baby chứ không phải là thằng Randy đâu anh em. Baby what. Ừ cái thằng It's me đó nãy nó cũng đi theo tôi anh em. Không phải không. Nó không phải rồi. Có thể là Randy hoặc là cái thằng Baby thôi. Thằng Baby nó bị AFK rồi. Làm sao mà nó có thể giết người được. Anh em Tập trung đi. Thôi chúng nó đổi thừa cho tôi rồi anh em ạ. Nó không thể cứ thế mà đá tôi ra được. Tôi đi sửa máy rõ ràng. Randy nó bảo vệ cho tôi anh em ạ. Mấy này không biết nó đổi thừa. Một là thằng Baby. Tự nhiên nó qua nó đổi thừa tôi. Bỏ qua thôi. Chỉ có cái này bỏ qua thôi. What? No man. Tôi là cảnh sát lương thiện rõ ràng luôn. Thế mà nó vẫn giết tôi. Chúng tôi bàn tán thì vẫn chưa tìm được thằng sát nhân anh em ạ. Trong đó thì có một thằng im nhất, đó chính là cái thằng Su Lan này nè. Mà giờ chúng tôi cũng không biết, chưa có bằng chứng xác thực nên là không có bắt tội được. Tôi quyết định không bỏ cuộc, tôi phải thoát ra khỏi cái phi thuyền này. Nếu không thì tôi không về nhà được, thế thì tôi phải sửa chữa nhanh. Đi theo tao.
Giờ đi riêng là không sống được đâu. Đi. Mày đâu? Đi. Vậy. Tao không phải là kẻ giết người. Ôi dắt theo bài con thơ kìa anh em ạ. Ôi dồi. Sửa. Nói điện, nói với điện. Ồ, một người chết rồi anh em ạ. Hai người lên đường rồi. Có vẻ là cái này anh em. Có thể lắm. Thằng Saga này lắm. Không biết thằng vàng này nó du khống hay không thì tôi vẫn chưa biết. Có thằng thì kêu màu vàng. Thằng thì kêu màu đen. Thế biết đường nào mà lần. Đấy. Nói hỏi sau thằng này nó kêu thằng này là kẻ giết người. Rồi, thằng T-Boy lên đường rồi anh em. Có lẽ vậy, nó luôn. Lên đường luôn. Nói nhiều. Đi sửa đi các anh trai. Trong đây thì có dây điện, đúng rồi. Nói dây điện. Đang nói dây điện thì nó thông báo. Lẹ lên. Trời ơi. 1 giờ. Xong. Tôi đã xử lý xong cái này rồi anh em. Ơi mày ổn không mày? Tao sửa rồi mày. Mày đừng có đi theo tao nha. Ôi. Đi chung. Không. Đi chung. What? Mày nữa là kiếm được một người nữa anh em. Nó kêu là vote thằng màu đen. Thế thì vote thằng màu đen. Màu đen thì kêu thằng màu trắng. Nó loại thằng màu xanh luôn. Chúng tôi đã loại thằng màu xanh rồi. Ô, nãy nó đi theo tôi đấy. Đi cùng nhau vì một tương lai tốt đẹp. Tôi muốn về nhà. Ôi, cần phải sửa không là cả đám chết đấy. Không. 1, 7, 1. Lê. Thêm một buồng khí oxy nữa. Không thêm một buồng khí oxy nữa. Ôi sai rồi. Đây bên đây. Ôi sửa rồi anh em ạ. Sửa rồi. What? Rồi chúng tôi đã quăng đèn ra ngoài rồi. Ui không phải nó luôn. Ui cái gì đi chung cả đám luôn anh em. Còn một buồng oxy bên đây thôi. Come on. Sửa đi chứ. Chúng tôi đã dồn hết sức vô hàng Red rồi anh em. Nữa. Hai thằng chết. Tôi nghĩ là cái thằng màu đen này anh em. Bởi vì sao? Bởi vì ít ai bị giết người là tại sao hỏi là why hết. Nó chỉ nói là không phải tôi hoặc là ai đó thôi. Nhưng mà chắc chắn là thằng này anh em. Tại nó hỏi tại sao. Tôi sẽ vote thằng này. Đấy. Tôi sẽ cho thằng này đi. Đấy. Thấy chưa? Tôi nói đúng luôn. Quá là giờ. Tôi rồi anh em ạ. Tôi sẽ đi. Giả bộ tôi đi sửa. Mấy thằng này phải tách nó riêng ra. Đi. Đi sửa đi chứ. Không có ai à. Yup. Nope. Ôi. Nope. Đúng rồi. Tôi đã giết một người và nó chắc chắn nó sẽ không biết đâu. À, cho tôi có câu hỏi lần hai rồi anh em ạ. Hay lần này tôi phải làm ra cái trò trống gì đấy. Phải cho nó đi vào một góc tối. Nó không biết tôi là ai. Tôi là ai và đây là đâu. Rồi, đừng ấn, tôi tính ấn nhưng mà tôi sẽ không ấn rồi nè. Câu hỏi. Đấy là gọi là câu hỏi đấy. Một thằng. Tôi đang làm khá là tốt nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ là đi phản tem. Tôi sẽ đi phá mấy cái này anh em ạ. Rồi, giờ tôi giết hai người khá là tinh tế. Đã đổi thừa cho thằng Nick rồi. Nó đổi thừa cho tùm lum thằng hết anh em ạ. Thế thì tôi vote Nick luôn đi anh em. Vote Nick luôn. Tụi nó vẫn chưa biết. Tụi nó đang giết lẫn nhau đấy. Đấy. Họ tròn nít ra rìa luôn rồi. Họ nít tức quá lép rem luôn rồi anh em ạ. Thế thì tôi chịu. Anh em đừng núp vô đó nha. Đi chung đi cho nó chắc. Ok. Không ai thấy và không ai biết. Quá là tinh tế. Mà lem. Tôi sẽ núp. Tôi sẽ chờ con mồi đi ngang qua phải đớp bụp. I
I got a bad feeling about this. Hình như nó vẫn chưa biết tôi. Tango down. Lên đường. Một thằng nữa. Quá là dữ. Tôi nói thật chứ nó vẫn chưa biết tôi là ai luôn đấy. Mà mấy này nó sắp hoàn thành cái phần gì rồi anh em à. Gì đây nữa? Nó đã phát hiện cái xác rồi. Nó còn đúng 3 thằng nó vẫn chưa biết ai. Light blue. Tại sao? No. Thằng black. Tôi đã giết người tinh tế thì thế mà nó vẫn biết tôi. Làm sao có thể? Mấy này nói dễ tin lắm. Tôi không hiểu, trên phi tiền của tôi nói thường dễ tin đến như vậy. Tôi là một trong số đó.